Nó nói là nhà kia nó sẽ nhà bạn hỏi nó không có sạch sẽ, nó không thích ở. Nói vậy mà trong khi vậy mà mình đi mình không bị nó không dọn. Biết không ở sạch sẽ chứ phải nó không biết. Nhà con ngồi nó bị dục thùng rác á. Nhà không biết giỡn, lúc ăn cơm không có để đồ chơi lên đây. Ăn cơm là tập trung ăn, tập trung nhai. Đã cái răng xấu không chịu nhai nữa. Ôi sao nó mở cái kia nó như sạch. Biết vậy mà không có làm gì được.